Em có biết lý do tại sao anh mà anh phải quyết định như vậy để quay lại chương trình không? Không, thật ra em không biết. Là gì em? Trời ơi, con trai giống ba quá. Không cần phải nói, chỉ cần nhìn như là hiểu. Nó không có sự luyến tiếc. Vì mình biết nhau quá trẻ. Giờ em sẽ ra ngoài kia em kiếm một tổ kiến. Em quăng vô trong này. Em quăng vô bịch nước mía. Cho nó cắn xì bịch nước mía anh. Thầy đồng hán anh cho nó cắn. Bóp bịch nước mía anh xịt cho mặt em. Rồi đó là cái nết lò ra lại đó. Rồi đó anh nằm luôn. Giờ anh nằm ứng thủ luôn rồi đó. Lên. Nè con này là với anh nè. Này là Thông nè. Trong lành vì cuộc đời này sẽ chẳng có ai yêu anh nhiều như em. Nằm trên một con đồi ở trung tâm Đà Lạt, cách chợ Đà Lạt chỉ 2 km. Mia Boutique Hotel Đà Lạt là một khách sạn tiêu chuẩn 3 sao mang phong cách châu Âu hiện đại, với 31 phòng khang trang vừa mới được xây dựng, được trang bị đầy đủ nội thất. Một điều đặc biệt tại đây, mỗi phòng đều có cửa sổ nên khách lưu trú sẽ có được tầm nhìn cực đẹp về trung tâm thành phố Đà Lạt ngay từ trong phòng. Xong rồi đến khi về tối về nhà em ngủ, em nghĩ là ngủ xong nó sẽ đỡ. Xong ngủ xong sáng em không đi được luôn. Thật sự là cái ngày lúc mà anh kéo vali đi về thì em rất là buồn. Đường tới lúc mà anh về tới nhà anh vẫn còn buồn. Nhưng mà anh quyết định đó là anh xin chương trình. Anh đã điện cho chị biên tập chương trình. Và anh đã dùng hết khả năng của mình để thuyết phục chị và năn nỉ xin chị để quay lại chương trình. Em có biết lý do tại sao mà anh phải quyết định như vậy để quay lại chương trình không? Không, thật ra em không biết. Là gì em? Thật sự là anh giống như em, giống như kiểu vậy nè. Anh hiểu cảm giác là khi anh đã thích một người khác và mối quan hệ của mình bắt đầu từ là anh em, xong rồi chuyển qua là anh nói là anh thích em, thì nó làm cho em không biết là em nên tin hay là em không tin. Anh nói là dù cho anh có nói với em là anh thích em chấp nhận thì mình sẽ từ từ tìm hiểu. Còn nếu không chấp nhận thì sao? Không chấp nhận thì anh vẫn có cách để làm thuyết phục để cho em chấp nhận. Mình đâu biết trước được điều gì đúng không? Rồi ý nghĩa để anh quay lại để làm gì? Trong khi em lại gần một bạn mới và anh nói chuyện cảm giác là thân thiết với bạn đó nhiều hơn anh. Cảm giác anh bị gọi là hơi buồn tí. Đây, bây giờ để em nói anh nghe nha. Ừ. Tại sao anh không hỏi em là gì anh ơi? Tại sao em lại bạn đó là ai? Sao em với bạn nó thân quá vậy? Anh không bao giờ hỏi. Đúng rồi. Tại sao? Anh không bao giờ anh hỏi cái vấn đề đó. Không. Đối với em luôn mong muốn là nếu mà đối với một người ngoài, em thuộc tuyếp là không bao giờ quan tâm đến những cái người ngoài mà không có mối liên hệ hay là liên quan đến em. Không phải là người thân, gia đình và người em yêu. Em không quan tâm người ta nghĩ gì về em hết. Nhưng em rất mong muốn là nếu là người thương em, yêu em rồi và những người xung quanh em thì hãy luôn hỏi là tại sao em đang làm cái điều em đang làm. Còn đối với em á, thì Phong với em là làm cùng văn phòng. Bọn em cùng một trưởng nhóm lớn. Bọn em chỉ khác là khác trưởng nhóm nhỏ thôi. Nên là bọn em tự nhiên khi mà gặp mà trong chương trình này thì em rất là vui. Và em cũng chỉ xem Phong như là một người em. Em coi như là một người em nhưng mà người ta lại nói là thích em. Cái điều đó em nhưng đâu mà kiểm anh soát không quan được nha. Anh nói em, thiệt. Em đâu kiểm soát được đâu. Không không không, ý anh nói đây anh đang nói cho em hiểu là khi nãy Phong có nói một câu là em cũng không tin luôn. Nhưng mà anh sẽ nói là anh sẽ gặp Phong mà anh sẽ nói một câu là chưa qua 4 giờ rưỡi chưa biết ai giờ ngay. 30 chưa phải là Tết. Ừ. Và cái đoạn đường đi vẫn còn mấy ngày nữa. Thì có việc đâu đi. Ừ. Biết đâu được. Một là anh thắng, hai là Phong thắng. Theo anh á, một người như em á, thì tại sao một người như em
sẽ quen anh. Không, cái này là nói quan điểm riêng của anh nha. Ok. Quan điểm riêng của anh là tại vì hai đứa mình đều có một cái sự thích chung. Là gì? Xong mình. Rồi một. Thích những cái trò mạo hiểm. Không phải là tất cả. Đúng rồi, cũng không phải tất cả, có một số trò là không thích. Ừ. Và anh thì có cái tính gọi là không hơn thua với em. Ừ. Luôn nhìn em, đúng không? Ừ, đúng. Cái đó thì em xác nhận là có. Em có thấy điều đó. Nhưng anh có nhớ là đối với em á, một cái điều quan trọng nhất mà em mong muốn thôi, mà cái người song hành cùng với em á, đó là cái điều gì không? Anh nhớ không? Em rất coi trọng điều đó. Hai từ thôi. Đó, hai từ đúng không? Đúng rồi. Chân thành. Khác. Cái mà em nói là một người đàn ông rất cần phải có đó. Bản lĩnh. Đúng rồi. Anh có biết là tại sao mà em lại mong muốn là mình cần một người bạn lĩnh đi cùng với mình không? Ừ. Là người đó có thể dám nói, dám làm. Thứ nhất, chấp nhận đối diện với sự thật là thứ hai. Và thích thì nó thích, không thích thì nó không thích. Đó mới đúng là hàng ông bạn lĩnh, đúng không? Nhưng mà anh là môi trường nightlife, em lại là người sống trong một môi trường ngược lại. Và nó cũng có rất là nhiều cái sự khác nhau. Xung quanh anh cũng rất là nhiều người quan tâm đến anh. Rồi nó có rất là nhiều cái. Vậy làm sao em biết trước được là anh sẽ chắc chắn sẽ là một người chung thủy. Anh sẽ em biết là anh quyết liệt là có. Nhưng sự kiên trì của anh á, em không biết là anh có kiên trì hay không. Kiên trì hay không, tại sao không thử đi rồi biết. Nhưng mà điều em vẫn rất là lo lắng là trong cuộc sống nightlife á, có rất nhiều bạn đẹp, có rất là nhiều bạn khôn khéo, có rất là nhiều bạn giỏi hơn em rất là nhiều. Nhưng mà em phải hiểu một điều vậy nè. Con người mỗi tánh. Nếu em cũng từng, những người bạn của anh em cũng từng biết. Thì em cũng đều nghe một câu là anh rất khác mọi người. Tại vì cái tánh anh là vậy nè. Khi mà anh yêu một ai đó rồi á, thì những người xung quanh dù cho là hoa hậu hay là diễn viên điện ảnh nổi tiếng hay là một vedette, không quan trọng đối với anh. Và người anh yêu, anh chỉ biết người yêu, người anh yêu. Cái gì lên quên rồi. Sơn, thật sự là Sơn là một người là rất thích bảo vệ người khác đó. Nhất là trong team. Đúng, chính xác. Kể cả trong game ở ngoài. Anh tiếp xúc với Linh anh ngày đầu anh cũng biết mà. Biết lắng nghe và biết chia sẻ cái gì nên tháo và cái gì không nên tháo. Chứ không phải là để một người để lắng nghe mà bác bỏ cái câu chuyện của họ. Sáng nay, các thành viên sẽ được tham quan nông trại cúng. Nông trại cúng Bobby Farm là nông trại chó lớn nhất tại Đà Lạt. Ở đây có nuôi đầy đủ các chú chó với đầy đủ chủng loại khác nhau. Những chú chó này vô cùng thân thiện, hiền lành và cực kỳ dễ thương. Tại đây, cả nhóm bắt gặp chụp hình và trò chuyện cùng nhau. Buổi sáng à, cũng không đỡ hơn là mấy. Chú vui hả? Quá, lát qua chụp mấy con bự bự. Đi mua. Nằm giúp. Đến Bobby Farm là coi như là đến đúng cái sở thích của mình luôn rồi. Đó là chạy chó và mình rất là yêu chó. Những cái phút ấn tượng nhất của mình đó là những phút là chụp hình đôi. Mình và anh Khanh. Nhìn mà được mấy anh chị ở ngoài những cặp đôi, mấy anh cặp đôi khác trêu là thiệt là nhìn giống như gia đình hạnh phúc. Rồi mình có bầu một con chó thì còn trêu là ôi nhìn con nó khác cha, giống cha vô cùng gì đó. Nhìn cảm thấy là nghe vui vui, nghe thích thích. Rồi được và đặc biệt nữa là nhờ cái cuộc hẹn Bobby Farm này á, mà mình cũng khám phá ra được là anh Khanh có cái góc nhìn chụp ảnh chân dung bằng điện thoại cho mình rất đẹp và hợp với mình. Trời ơi, mình ảnh đái được. Trời ơi, con trai giống ba quá. Mình của con giống ba quá à. Linh Anh là một người quá tốt và Linh Anh cực kỳ hiểu mình nha. Và mình với Linh Anh một cái một điểm tương đồng là không cần phải nói, chỉ cần nhìn như là hiểu. Cũng như Linh Anh và Khanh,
Phúc và Hùng cũng đang có những giây phút vui vẻ cùng đàn cún cưng. Cảm xúc của Phúc hôm nay cảm thấy một ngày nó không có sự luyến tiếc. Vì mình biết nhau quá trẻ, chỉ có 7 ngày thôi mà mỗi người bây giờ phải ăn dữ quá nè. Nó cũng lắc nào nè. Thì một cái buổi đi thăm nông trại cún sáng nay thì được sắp xếp có hẹn với lại anh Trọng. Cuộc hẹn thì lúc đầu thì cũng như bình thường, đi tham gia, đi chụp hình này nọ. Nhưng mà sau cái khoảng thời gian chụp hình và mình để ý có những cái chi tiết, mình cảm nhận được từ anh Trọng là rất là quan tâm tới mình. Và cái quan tâm đó là cái sự thật lòng. Và những cái nhỏ nhặt, những cái mà nó đơn giản nhất mà anh Trọng quan tâm cho mình thì mình thấy nó rất là vui. Và đặc biệt cảm nhận được cái tình cảm đó rất là chân thật. Rồi giờ nhìn, em anh nhìn xuống nha mấy bạn nè. Đưa tay chung. Đứt tay đi nào. Nhìn nó không kính. Em tay bên này thì anh phải tay bên kia. Thì nó sẽ không có bị trùng lập. Nè, em điện thoại nè. Em chân bên này, anh cũng chân bên đây. Nè, chụp tôi trên. Hùng ơi, kéo rèm lại giùm anh Hùng. Thì tất nhiên rồi. Vậy anh, ngồi chỗ coi, quỳ mình liền. Đừng có le lưỡi nè với anh à. Tức ghê luôn á. Anh ôm cái này đi, con này ít lông nè. Trời ơi, nằm luôn. Dạ, anh nằm ứng thụ luôn rồi đó. Lên. Nè, con này là Duy Anh nè, con này là Phong nè. Bộ ba Duy Anh, Phi và Phong kết hợp cùng nhau vô cùng oái âm, nhưng cũng khá thú vị. Khi mà nhận được cái quyết định là siết cặp chung với Phong và Duy Anh thì cảm thấy là hơi mới đầu vô là thì hơi bất ngờ. Bất ngờ thiệt, nhưng mà khi mình đi với nhau ba đứa thì cũng có nói chuyện với nhau, thì cũng tiếp xúc nhiều, thì cũng hiểu nhiều thứ. Papi! Papi ơi! Tới kiếm nha. Papi à! Papi! Anh này Giang, anh đang buồn ngủ rồi. Ồ. Cho đến lúc này thì mình vẫn đang rất là mở lòng và mình vẫn đang cho nhau thêm thời gian với cả Phong và cả Phi. Mình thấy anh Phi là một người rất là ga lăng, rất là ấm áp, biết cách quan tâm người khác. Và đặc biệt là anh ấy rất là bản lĩnh. Anh ấy dám dũng cảm thể hiện tình cảm với mình, nói rất là thẳng thắn luôn. Cũng như là anh ấy dám có những cái hành động dành thời gian cho mình, hay là những cái hành động như là đi bên cạnh mình hay là ngồi gần mình, rất là chủ động mà sẽ không có để người khác sẽ ngồi gần. Thì mình đánh giá rất là cao và mình cũng có một cái tình cảm dành cho anh Phi. Tức chết. Cứu ta. Cứu ta. Cứu ta. Còn nó giống nhau của thằng khách đó, mình lấy một cái khách đẹp thôi. Ha. Thích đi du lịch. Thích. Nhưng mà phải đi với người mình thích cơ. Còn đi công việc thì em chỉ công việc thôi. Anh cũng thích đi du lịch. Tạm cho nói anh này nè, anh suy nghĩ thoáng hơn chút đi. Ủa, mình đi uống cà phê với mình mời họ đi uống cà phê một lần, hai lần là mình yêu họ sao? Đúng chưa? Ủa, mình có quyền được mời họ đi uống cà phê để mình tâm sự, để mình giải thoát. Nếu như mà mình hợp nhau thì mình đi 5-6 lần, 7-8 lần, đúng chưa? Những điều đó nên anh mở cửa anh dần dần rồi đó. Rồi anh mở ra nhiều cánh cửa nha. Nhưng mà em vẫn thấy chưa đủ. Tại vì anh có cái chính kiến anh rất là mạnh á. Cho nên là ngay từ đầu chương trình á, rất nhiều người góp ý với anh đúng không? Em thấy vậy đúng không? Và khi tại vì rất nhiều người góp ý với anh và tới bây giờ anh mới nhận nó một ra. Chút à. Nhận mà chỉ như là chỉ một chút thôi. Cho nên là tại vì cái chính kiến anh nó mạnh quá nên là phải tác động mạnh mới làm được. Cho nên là đã thay đổi anh rất là khó. Nhưng mà đâu phải nói thay đổi cái là thay đổi liền được em. Đúng chưa? Mình phải từ từ. Đúng chưa? Ngày hôm nay
mình đã mở cánh cửa nó hí hí rồi, đúng chưa? Thì mình mở từ từ, chứ khỏi mở ra cái là anh khó phải đâu. Anh đâu phải là cái kiểu người là nếu như mà có người mà nó thay đổi như vậy, nó không phải là một người trung thực. Bản năng có thể thay đổi, bản chất không bao giờ thay đổi được, đúng chưa? Anh cần một người rất là chất và cần bản chất của họ, chứ không vì bản năng, đúng chưa? Giống như anh có cái bản năng anh suy nghĩ đó, nhưng anh suy nghĩ đó bên trong bản chất họ có giống anh hay không, anh đã suy nghĩ chứ đâu phải anh đang vì bản năng của anh mà anh đang sống vì cái bản năng của anh. Rồi bắt đầu anh mới suy nghĩ ra tới bản chất. Anh đang nắm cầm thùng, anh chơi tất cả đường, chơi được không kéo hết, kéo giật lại đau cái thôi. Anh không ngoan cố, anh có tính không ngoan cố. Một là đi xa, hai là không đi. Mình đi tới số 1, số 2 không được, mình lui về đi. Mình đừng để tới số 8, số 9 rồi nó dừng về đất rồi. Lui về hết kịp rồi em, đúng chưa? Hết kịp rồi. Nhưng mà anh tiếp xúc một mặt với họ, anh thấy không hợp. Còn về những mặt khác nó hợp thì sao? Hay là chỉ lỡ như anh tiếp xúc lần đầu tiên, cái mặt đầu tiên thấy không hợp rồi anh bỏ luôn? À, lần đầu tiên thấy nhanh thôi. Thì đó em hỏi anh á, còn quan trọng là cái người đó nha. À sao? Quan trọng là cái người đó có tấn tới với mình hay không. Cái gì nó cũng đi hai chiều hết em. Đừng bao giờ mà đặt cho họ, ủa em, anh thấy cái người đó không hợp với anh. Quan vậy quan trọng người đó có thích anh không. Nếu như là cái người đó không hợp với anh không nghĩ gì về họ, họ không nghĩ về anh, vậy thì mình nên đến với nhau làm gì, đúng chưa? Vì mỗi người đều có mục đích. Nếu như anh không hợp với em, không hợp với anh mà em thích anh, em dùng hết khả năng của em để em thuyết phục anh. Nếu như khả năng của em thuyết phục đúng, anh mở cánh cửa. Tại vì trong cái tình yêu á, mình nén cái tôi mình xuống, mình cũng nén cái tôi của mình, cái người ta cũng phải nén cái tôi của người ta xuống. Thì hai người đồng ý là thích nhau, cũng giống như anh đấy. Chỗ đó anh cũng thích anh, đúng chưa? Rồi anh nói chứ, anh phải nói trước chứ, đúng chưa? Còn cái chuyện anh có thích hay không là chuyện của anh. Anh là người tấn công trước. Còn anh nói với anh mà với anh cho anh cơ hội thì anh tấn tới. Còn nếu như anh nói stop, là anh biết anh nên stop, đúng chưa? Tại vì anh đã nói thẳng. Tại vì người ta không cho mình cơ hội nữa thì mình được tấn tới. Còn em thì anh đã mở lòng, đúng chưa? Nếu như ngày hôm nay anh nói không, em có dám tới không? Anh mở lòng ra được em mới dám tới. Còn nếu như anh không mở lòng được em dám tới không? Vẫn là quyền quyết định của anh, đúng chưa? Mà ngày hôm nay anh đã ok rồi, mở cửa rồi, cứ tính tới đi. Còn chuyện sau này có là gì thì anh em mình tự hiểu nhau và tự giải quyết nhau một cách thật là văn minh, đúng chưa? Tại vì không ai làm tổn thương ai nha. Đến với nhau là tự nguyện, không ép. Anh không bắt ai phải thay thế nhé. Cuộc chơi là cuộc chơi. Cảm nhận ngày hôm nay của Hùng cả buổi sáng đó là sự hy vọng trước khi vào cuộc tìm hiểu với lại anh Phúc, và sau đó là sự hụt hẫng. Phúc nói thật luôn là Phúc có tự cho mình cơ hội lần thứ hai trong ngôi nhà chung là với Mạnh Hùng, nhưng mà mình cảm xúc mình nó chưa bắt nhịp được. Mình hiểu là một chuyện, cảm xúc là một chuyện. Sau này thêm một ít thời gian chơi với nhau nữa em thấy sao? Thấy sao là về ai? Về anh đó hả? Ủa chứ giờ tự nhiên hỏi người ta anh chị? Thì thấy nó cảm giác nó sẽ gần gũi hơn một xíu. Thế gọi sao ta? Trước đây là gần hơn mà về giống như chị em, giống như chị em. Bây giờ mình gần hơn ở một cái đúng không? Bây giờ mình gần hơn theo một cái khía cạnh khác đúng không? Một cái khía cạnh khác. Vậy được rồi. Anh có thích một người mà kiểu lúc nào cũng chụp hình, lúc nào cũng thích sống ảo gì không? Là em hả? Chụp hình mọi lúc mọi nơi. Chỗ nào có góc chụp em đều chụp hết. Anh đang quen dần với điều đó. Tại bình thường anh ít có hay là tập trung nhiều quá đâu. Lâu lâu ví dụ mình có hứng lên mình ngồi mình chụp thôi à. Là cái nết của em mà em thích chụp hình, mà ai chụp hình xấu cho em là em rất là quạo.
Kiểu như đi chơi một cuộc chơi em phải có hình, với trong một cuộc chơi em đi em không có hình em rất là bực mình. Dù đi với Na anh chụp cho em với chó rồi nó có quạo không? Không đó, những tấm hình đó tạm thời ok, chắc là do em chỉ sẵn. Lăn xả nữa nha, lăn lộn với cỏ nha. Mặc dù là tay là hơi mỏi đó, nhưng mà nếu mà đi với em tí xíu mà chèo cái kia là vẫn chèo được. Chèo thuyền á hả? Chèo thuyền trên hồ Tiền Lâm á. Em chưa đi thì nên đi. Nếu mà mỏi quá không chèo được thì nên lội. Nếu mà mỏi quá không chèo được thì nên lội. Mình có thể mình lội song song với thuyền, em có thể ngồi trên thuyền á thể lội chứ đó, không, không ai làm tài. Bình thường ở chỗ đó trước anh đi làm xong anh hay ra ngồi đó câu cá. Nếu mà mỏi quá thì mình có thể mình bơi ngửa, mình gác lên, mình ngửa người lên cho nó trôi theo dòng biển. Nó trôi cái ngữ khẩu nghiệp của anh đi luôn rồi. Thì nên trôi, thật sự là nên trôi cái khẩu nghiệp đi. Sáng giờ em thấy nó trôi bớt rồi. Trôi bớt rồi, trôi cũng khá nhiều. Nhưng mà nếu để ý thì vẫn còn sót rất là nhiều. Nhưng mà sao cũng trôi được 1-2% rồi. 100% thì trôi cũng được 1-2% rồi. Cũng còn 98%. Cũng khá nhiều rồi. 98% để dành nó với người khác. Đâu đó. Có đâu, là... có đâu mới có nhớ. Vậy để đưa đấm lại một cái thôi nha. Dạ. Chắc chưa? Chắc. Sợ báo cáo bạo lực. No. Nó quá thì đau quá thì chửi thôi chứ đâu có gì đâu mà. Chửi là ly nè. Nè. Giờ hai đứa mình chơi đại chơi đi. Chơi gì? Giờ em sẽ ra ngoài kia em kiếm một tổ kiến. Quăng vô bịch nước mía cho nó cắn xì bịch nước mía anh thầy đông hán anh cho nó bóp bịch nước mía anh xịt vô mặt em rồi đó là cái nết lò ra lại đó, nó cộng lại 2% là anh vẫn tròn nguyên 100%, đoạn chưa có sự sút giảm một cái phần trăm nào nha. Cư quay nói gì giờ ta là đang nói chuyện như bây giờ mà nhớ lúc trước cái ngữ lúc trước đúng không? Đó, nên lần sau nói chuyện đừng nên nhắc bịch nước mía. Mình nên nhắc một cái bịch gì nó sang trọng hơn để cho mình có giá trị. Nước mía thì 5.000 vẫn có, ở dưới miền quê 2.000 vẫn có được một bịch nước mía. Nên mình có thể là một bịch bịch xăng để mình đốt. Đốt cái nết. Đốt cái mối quan hệ của mình cho nó cháy lên. Đốt cái nết hôm bữa. Đốt cháy là đi quả thiêu rồi đó. Đốt cái nết là hôm bữa anh đã treo cái nết em từ hôm bữa rồi. Mình anh treo lên cái bịch gì ta? Bịch cappuccino. Anh treo cái nết của em lên mà mọi người là nghĩ rằng là hả anh với em đang cãi lộn với nhau. Ôi nết em giờ khô chưa ta? Khô rồi. Chiều đã xếp ngỡ đem về. Anh với em có một mối quan hệ liên hệ với nhau bằng một món đồ. Món đồ gì? Đố em là gì? Bông tai. Ngày mai cũng là ngày cuối cùng ở nhà chung rồi. Em nghĩ rằng mình sẽ có một cái gì đó để mang về. Cái đó thì phải đợi tới cuối mới biết được. Không, em nghĩ hiện em tại... không muốn nghĩ, em muốn để mọi thứ tự nhiên, và nếu có nghĩ em cũng sẽ không bao giờ nói ra hết, vì đó là cái bí mật riêng của bản thân. Không, anh đâu nói là tất ai cả đâu. Mọi người trong đây đều hết như vậy hết, đều sẽ có câu trả lời như em, chỉ có cho anh Hường. Không, anh đang hỏi thiệt. Thì em đang trả lời rất là thiệt. Anh đang nghiêm chỉnh nghĩnh. Em cũng đang nghiêm chỉnh và em không nghĩnh cái gì trên trên hết. Anh có thể nghĩnh nhưng em không nghĩnh. Anh nhõng, anh nhỉnh. Anh chỉ nhỉnh cái nết anh lên để mà nói chuyện với em thôi. Nhõng hay nhỉnh bất cứ cái gì anh muốn em đều chấp nhận nghe. Nhưng mà em không muốn nhõng và nhỉnh ngay lúc này. Cho đến ngày hôm nay là ngày áp chót rồi. Tất cả mọi thứ tình cảm nó đều thể hiện ra bên ngoài hết rồi. Mình cũng không giấu rằng mình có cảm xúc nhiều nhất với là Văn Duy. Trái ngược với các cặp đôi nói chuyện rất sôi nổi, bộ ba oái âm vẫn còn có vẻ ngượng ngùng. Câu chuyện cũng chỉ là những vấn đề qua loa trong cuộc sống. Mình vẫn giữ nguyên mục tiêu đó là xác định được cái người, cái đối tượng mình cần đi tìm một nửa. Thì ngày mai thì vẫn giữ nguyên mục tiêu là quyết định ngỏ lời với Duy Anh. Theo mình nghĩ cái việc mà ngỏ lời với Duy Anh thì tỷ lệ thành công thì tầm khoảng 70% thôi. Mình thấy được điều là gì? Anh có tình cảm với mình là có thiệt. Tại vì khi mình thấy là đi chơi hay là một cái bất cứ gì đó, một chi tiết nhỏ thôi, và anh luôn để ý. Cũng giống như là khi mà đi Bobby Farm thì trên cơ thể của mình thì khi mà ôm những chú cún thì lông thì rất là nhiều. Tại vì anh là cái người phủ xuống cho mình, rồi người lấy nước cho mình uống và
quan tâm mình từ ly từ tí, mình cảm nhận được điều đó mà mình thấy điều đó luôn. Thậm chí là những người những đại hình như anh Khanh và anh Phúc cũng thấy. Mình gặp Phong lần đầu tiên trên công ty thì Phong đã thích mình. Nhưng mà tại giai đoạn đó thì nó có nhiều lý do và Phong không dám tiến đến. Nhưng mà đến khi Phong biết mình tham gia chương trình này và mình đang độc thân thì Phong đã quyết định tham gia chương trình vì mình. Nên là mình cũng muốn cho em ấy một cơ hội và mình cũng mở lòng và dành thời gian cho Phong nhiều hơn. Và mình cũng muốn xem thử là giữa con tim và lý trí thì nó sẽ như thế nào. Đối với Phong thì là mình đang dùng lý trí hơn để cho Phong cái cơ hội được thể hiện tình cảm. Không biết trong tập kế tiếp Duy Anh sẽ thiên về ai hơn đây? Và không biết các cặp đôi còn lại có thuận lợi hơn hay không? Nào, chúng ta cùng đón xem vào tập sau nhé! Phi đã quay trở lại để chinh phục Duy Anh. Nhưng giờ đây, anh có thêm đối thủ là Phong. Khanh và Sơn vẫn luôn hướng về nhau. Xa anh.